Hello, xin chào các bạn. Đố các bạn biết dòng xe này là dòng xe gì đây? Chỉ có những anh em nào mà có bằng A2 biết được xe này là xe gì nha. GBX Razor 220cc. Con này thì cần phải bằng A2 thì mới chạy xe được nha. Bởi nó trên 175cc các bạn. Thì khi các bạn đến với siêu thị xe máy Minh Long quận 12 mình, thì ngoài việc các bạn sở hữu những chiếc xe trên 175 phân khối mà giá chưa tới 100 triệu, rất là tuyệt vời. Mình kiểm tra xe đi anh. Con này thì hiện tại bên mình là 220cc và giá hiện tại nó là 56 triệu nha. 56 triệu là đã có phí VAT nha. Dòng các bạn, như các bạn cũng biết thì dòng GBX đến thương hiệu Thái Lan. Dòng này là có nhiều xe mà phân khối trên 200 nha, mình đã nói trên 200 mà giá cực mềm luôn. Thì ngoài Razor 220 thì bên mình còn có Legend 200 nè, Tewin 250 và Mazda 300. Đảm bảo các bạn là giá chưa tới 100 triệu, chưa tới 100 triệu, có 7 mấy triệu thôi. Dòng này thì chỉ có 56 triệu thôi nha, 56 triệu 200. Dòng này thì phải cần có bằng lái A2 nha. Thì hôm nay vị khách của mình từ Tây Ninh lên đây đặt em này. Thì không biết có bằng lái chưa. Không dám hỏi, hỏi mất công. Ok, tại sao rất là nhiều dòng xe mà lại lựa chọn dòng xe này anh? Đam mê. Đam mê hả? Thể thao quá đúng không? Thể thao đúng không? Dòng Nastby mà 220cc giá 56 triệu phải không anh? 56 triệu là 56 triệu là chưa biển đúng không? Chưa thấy ai mà bán hàng mà đi hỏi khách là giá xe luôn. Ok, dòng này thì hiện tại bên mình giá 56 triệu nha, đã có phí VAT, các bạn có thể tự làm biển được. Nếu mà các bạn tự làm biển thì bên mình sẽ gửi giấy hải quan cũng như là phí VAT về cho các bạn thì trong vòng 1 tuần đổ lại thôi, các bạn sẽ có giấy tờ để làm biển. Còn nếu các bạn muốn, bên mình bao biển vẫn được luôn nha. Bên mình bao biển cho các bạn thì giá các bạn không biết thì phải liên hệ số lô cho mình nha. Một thiết kế Nespa rất là thể thao. Thì các bạn muốn coi xe có thể đến trực tiếp siêu thị xe máy Minh Long quận 12, địa chỉ 117A đường Lê Văn Khương, Hiệp Thành quận 12, thành phố Hồ Chí Minh nha. Dòng xe này thì có bảo hành cho các bạn luôn nha. Bảo hành giống với xe mấy xe chính hãng là chính là 3 năm hoặc 3.000 km nha. Bảo hành trên toàn hệ thống siêu thị xe máy Minh Long. Đây là dòng xe nhập khẩu tư nhân mà có bảo hành luôn nha các bạn, có bảo hành luôn nha. Chỉ có GBX thôi, tất cả các dòng xe GBX đều được bảo hành. Ok, GBX Razor 220, chúc mừng hai anh đến từ Tây Ninh. Thì bên mình ngoài việc bao biển số 63 tỉnh thành thì có nhận vận chuyển và ship xe toàn quốc luôn nha. Thì hai anh này, anh nhờ bên mình vận chuyển về Tây Ninh dùm, thì phí thì khoảng 700 ngàn. Nói chung là bên mình vận chuyển toàn quốc luôn, dọc tuyến các quốc lộ 1A, phí thì 700 ngàn, tùy từng chỗ nha. Ok chưa anh? Ủa, cái này là gì đây? À, cái này là cái yên. Này xíu trà ra mà. Khách hàng đang trải nghiệm thử mở nắp xăng. Nhưng chưa có xăng. Ok, thì ngoài việc các bạn lên đây, các bạn có thể chạy xe về thì bên mình có vận chuyển cho các bạn luôn nha. Có hỗ trợ trả góp luôn nha các bạn. Hỗ trợ trả góp luôn. Giá thì cực mềm. Thì ngoài GBX Razor này ra thì các bạn muốn biết dòng xe nào GBX nữa thì cứ liên hệ solo cho mình nha. Đây có GBX Tewin 250 nè, GBX Legend 200, Legend 200. Bên cạnh đó thì còn có Legend 150 nè, Mazda 300, GN, GX, GR, đầy đủ các dòng xe đến từ thương hiệu GBX luôn nha các bạn. Hiện tại thì mình đang có mặt tại siêu thị xe máy Minh Long, địa chỉ 117A đường Lê Văn Khương, Hiệp Thành quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Thì ngoài việc các dòng xe GBX thì bên mình còn có các dòng xe như là Yamaha nè, Honda, Suzuki đến từ
các thương hiệu nổi tiếng, phân khối lớn, phân khối nhỏ, xe số, móc móc chẹt chẹt, xe tay ga đầy đủ nha các bạn. Dòng xe nhập khẩu luôn, các bạn muốn gì cứ đến đây bên mình. Các bạn muốn biết giá dòng xe nào thì comment cho mình ở dưới nha, mình sẽ báo giá cho các bạn luôn. Đó, dòng xe đang hot nhất hiện nay đây, Yamaha ZR quay 125mm. Một mét nhiêu ta? 1m7 không anh? 1m72 à? Đây các bạn ơi, trời ơi, 1m72 ngồi như là thiết kế dành riêng cho anh ấy vậy đó. Rất là thể thao và đẹp mắt nha các bạn. Dòng xe này, mình xin nhắc lại, dòng xe này trên 175cc cần bằng lái A2. Xe có bảo hành luôn nha, xe có bảo hành luôn. Giá 56 triệu đã có phí VAT, hỗ trợ trả góp, nhận vận chuyển xe toàn quốc luôn, dọc tuyến quốc lộ 1A, bao biển 63 tỉnh thành. Rất là đẹp, giá cực mềm luôn. Hãy đến Yamaha, hãy đến với siêu thị xe máy Minh Long quận 12, địa chỉ 117A đường Lê Văn Khương, phường Thành quận 12, thành phố Hồ Chí Minh nha. Các bạn sẽ có rất là nhiều mẫu để lựa chọn. Anh này lúc trước là anh hỏi mình mấy cái dòng gì ta quên rồi, xong không biết sao cuối cùng anh chốt con này. Một mét 72 nè, quá là vừa chân luôn. Cực kỳ thể thao luôn. Rồi chạy về luôn đi anh. Mâm rất đẹp luôn nha, mâm thiết kế rất là đẹp luôn. Này mà chờ gái đi thôi rồi, cho vết ngàn hít khói luôn. Đâu? Rồi anh, tới luôn đi. Khách hàng đang ngồi thử để thử cảm giác ngồi sau như thế nào. Ngồi sau thấy nó sao anh? Ok. Ok à? Hơi cao đúng không? Yên dễ ngồi hơn chiếc RX Suzuki RX 150. À, ngồi thử rồi hả? Đúng rồi, ngồi yên hơn. Cảm nhận của khách là yên con này ngon hơn con Suzuki RSX 150. R hay S ta? Bản X bay á, cứ về nè, S hơn. S. Mềm hơn, im hơn. Mà giá lại ngon hơn. Ok, cảm ơn các bạn nha. Có thắc mắc gì về dòng xe này cứ liên hệ cho mình số Zalo hoặc là comment cho mình ở dưới. Còn muốn coi xe thì đến với siêu thị xe máy Minh Long quận 12, địa chỉ 117A đường Lê Văn Khương, phường Thành quận 12, thành phố Hồ Chí Minh nha. Kêu gặp Hoàng 16 tuổi, nhân viên HD. Cảm ơn và tạm biệt các bạn. Cũng như là chúc anh hai anh sẽ vi du trên em này trên khắp các mọi nẻo đường. Và các bạn thì cũng mua xe gì comment cho mình nha. Cảm ơn và tạm biệt.